Chào các bạn nha. Mình test cho anh khách sẵn giới thiệu tiếp tục tới cái bộ này. Ngoài cái bộ mà hành trình dài 33 cm nha, mình cũng có cái loại hành trình mà 12 cm, tức là 120 mm nha. Đó. Hàng này thì đẩy và kéo 100 kg ha. Bao các bạn đẩy kéo 100 kg. Mình đã test rồi nha. Có một video mình test, mình nâng một cái cụm động cơ cỡ 60-70 kg các bạn. Hàng mới chưa xài các bạn, đồng bộ nha. Nè, adapter đồng bộ của nó luôn nè, cùng hãng đồng bộ luôn nha. Và cái tay bấm này cũng là đồng bộ luôn. Đó. Ok. Thì dây mình đã nói hết sẵn rồi các bạn ha, về cái việc xài thôi. Về các bạn cấp nguồn nha. Đó, cấp nguồn, cấp điện 220 nha. Thì một bộ là 350k bao ship ha. Cấp nguồn vào điện 220 ha, đèn xanh sáng lên. Tiếp tục cái tay bấm. Đây. Tay này thì các bạn cứ bấm nha. Đó. Bấm buông ra thì nó giữ vị trí, tức là nó không tuôn nha. Cho dù cái lực kéo 100 kg cũng không tuôn. À, tay lên tay xuống. Đó, lên xuống. Ha. Hàng này có tay bấm này thì rất là thoải mái các bạn ha, các bạn làm chế tờ chế gì đó nha. Hoặc là cái này các bạn biết làm gì không? Các bạn biết trong mấy phay chục ít chục y nó di chuyển á, à, các bạn bắt vô, à, đẩy tới đẩy lui. Có thể các bạn mà tháo ra nghiên cứu lấy vít me các kiểu này nè. Rồi các bạn đẩy tới đẩy lui. Thay vì mình phải quay tay nha, quay cho cái bàn nó tiến tới tiến lui á. Thì các bạn làm cái này. Thêm nữa mình có một bộ nữa, mình có một cái này. Cái này mình nói để bữa nào mình ráp. Mình giới thiệu tới khách nha. Mà nói hoài các bạn chưa làm được. Đây. Cái này cũng là cái điều khiển nha các bạn, nhưng mà nó điều khiển hai trục nha. Đây. Cái này cũng là cái điều khiển của mấy cái này. Đó. Và đặc biệt cái này nó có cái ốp ra ngoài này. Đẹp lắm. Hàng mới nha, mới tinh. Đó, khi các bạn ấy bạn ốp lại nha, xong. Đó. Cái này thì các bạn bấm nha, bấm lên bấm xuống là một trục, bấm qua bấm lại là một trục, tức là hai trục nha. Đó, hai trục đa nhiệm nha các bạn. À, cái này cũng là bộ mới nè các bạn, à, một bộ mới. Đó. Đặc biệt trên đây nó có luôn cái cổng 5V ra để các bạn xài. À, bấm ha, dù mình chế điều khiển gì đó, mình ngồi trong trong phòng hoặc đâu mình bấm ha. Có một anh khách anh mua ảnh chế nâng hạ cái nắp á bạn, nâng hạ cái nắp của cái gì ta, cái bồn mà nâng hạ cái nắp của cái bồn mà cái bồn gọi là bồn trộn á, à, cái bồn trộn á, mình không rõ nặng bao nhiêu, nhưng mà ảnh thì đã lập trình CNC hết rồi, lập trình ấy hết rồi, tức là nó làm đồng bộ nha, nó cùng lúc là bốn cái bồn trộn đó, nó trộn cùng lúc. Đó. Xong rồi cuối cùng nó xong dừng đúng không? Là công nhân phải đi mở đằng này, mở đằng kia, mở từng cái, nó nằm cách xa nhau nha. Ảnh mua cho bên mình là 4 bộ về, 4 hay 5 bộ gì mình quên rồi. Ảnh mua xe cua thêm 1 bộ. Ảnh ngồi trong cái văn phòng mà ảnh chỉ bấm thôi, à, nó xong đúng không? Hoặc là ảnh thay vì bấm này các bạn, thật ra cái đây là công tắc thôi. Các bạn thiết kế luôn nha. Hoặc là khách nào cần mình làm dự án luôn, mình làm luôn. Cái mấy cái rờ le các bạn, mấy cái rờ le á, ví dụ như cái kia nó xong đúng không, nó đá công tắc coi thì, hoặc là nó xuất một cái tín hiệu hai hay lao gì đó, thì nó sẽ rờ le, nó sẽ điều khiển cái bồn nè, nâng hạ lên xuống nha, nâng hạ lên xuống đồng thời cả một lúc 4 cái bồn luôn. Bây giờ mình phải áp dụng tự động hóa vô các bạn, nó đỡ sức người. Ok, ngoài ra thì có hành trình 330 mm ha, khách nào có cần thì liên hệ mình. Giá là 450k một bộ, còn cái này là 350k một bộ, giá bao gồm phí ship. Giá này mình đã cân đối rất là tốt các bạn ha, về cái việc xài. Nói chuyện cái này mà trừ ship cho các bạn, mình thu về tầm 280, các bạn nghĩ 280 coi. Nha, lời chưa tới 100. Ha, lời vài chục k.
Cái này định là bán được số lượng nhiều các bạn, nhưng mà cũng rất là chậm nha, rất là chậm. Cho nên khách nào mà có ý tưởng mà chế cháo vào một ứng dụng nào đó đó thì liên hệ shop nha. Đó. Giá rẻ, khách nào lấy 2 bộ thì 650 nha các bạn. Thực ra là bớt tiền cà phê thôi chứ không có lời. Còn bộ này thì để mình nói, để bữa nào mình làm một cái bộ mẫu ha, ha. Bấm nâng hạ. Thực ra thì cũng đơn giản là nâng hạ 2 ti thôi. Cái này 1 ti, đây thêm 1 ti nữa nha. Thêm 1 ti nữa. Hai bên vậy thôi. Đó. Và cái này hay cái khi các bạn bấm là đèn nó sáng lên, bấm cái nó sáng lên cái. Bấm cái nó sáng lên. Lâu rồi mình có làm rồi mà mình rã ra rồi. Ok, cảm ơn khách ủng hộ nha. Đây, nguyên bộ của anh đây. Đủ luôn cái adapter, hàng mới nha. Nhưng mà cái này thì nó có bịch ni lông nè, còn cái này nó không bịch ni lông, cái nó chày hơi chày xíu. Nhưng mà hàng mới à. Hàng này hàng xịn. Các bạn thấy cái cây adapter này nó nặng quăng luôn á. So với một số cái adapter khác nha. Cùng size nhưng mà này nặng ghê á, linh kiện chất. Hàng công ty. Ok, cái motor này là cái motor cuối cùng các bạn. À, cái này mình ráp cho anh khách nè, qua bo điều khiển à, cộng với cái đảo chiều à, là xong, nguyên bộ của anh. Về ảnh chế xe, chế độ các bạn, coi như là cái này hết. Ủa mà đang giới thiệu cái này. Ok, bộ này khách nào cần liên hệ nha. Thì có cây dài hơn à.